Vâng, em Ngắt Ô Tô xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Ngắt Ô Tô trong video ngày hôm nay nhé. Vâng ạ, khu vực miền Bắc tiếp tục trời mưa nồm gió bắc các bạn ạ. Đấy, mấy ngày hôm nay thì cửa hàng em Ngắt về khá là nhiều những cái mẫu xe số tự động cho các bác tham khảo lựa chọn nhé. Em mới về một cặp Kia Morning tự động này. Đấy, một chiếc xe Toyota Yaris này, một chiếc xe Fortuner này. Morning thì em về mấy con nhé. I10 thì em cũng về mấy con tự động luôn. Thì bác nhà nào mà đang có nhu cầu sở hữu những cái mẫu xe số tự động thì có thể tham khảo. Riêng video ngày hôm nay thì em Ngắt Ô Tô gửi đến cho toàn thể quý vị cho bạn một cái video báo giá tổng hợp những mẫu xe số tự động hiện đang có trong cửa hàng của em Ngắt Ô Tô. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Vâng ạ. Và không để mất thời gian của mọi người nữa nhé, bây giờ em Ngắt Ô Tô sẽ đi vào báo giá chi tiết lần lượt từng mẫu xe một cho quý vị anh chị bạn cùng xem tham khảo nhé. Vâng, đầu tiên đây em giới thiệu cho mọi người một chiếc xe mới về. Con này là con Hyundai i10. Con này thì được sản xuất 2015. Với động cơ máy của nó là 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn nhé. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, số tự động, tư nhân chính chủ biển Thái Bình. Đây các bác nhé. Đấy, xe thì bao chất bao đẹp cho mọi người. Với động cơ 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn nhé. Đấy, i10 tự động 2015 thì em Ngắt Ô Tô về hai mẫu xe màu đỏ như thế này. Hai con luôn các bác ạ. Em về hai con nhé. Đây ạ. Nội thất của nó là ghế nỉ, con này là ghế nỉ nguyên bản này. Đấy, giá con này là 279 triệu đồng cho mẫu xe i10 đời 2015 số tự động này. Đó. Con này thì mới về các bác nhé, xe mới về đấy ạ. Tiếp theo đây, em vừa mới về một chiếc xe Toyota Yaris. Con này các bác nhé. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Thái với động cơ máy 1.5. Vâng. Con này thì nó đã được nâng cấp lên bản 1.5 rồi. Toyota Yaris đời 2016 các bác nhé. Đời 2016 nhé. Và giá con này là 395 triệu đồng. Xe bao đẹp cho mọi người luôn. Đấy, nó thất ghế da nguyên bản. Toyota Yaris đời 2016 số tự động. Vâng ạ. Giá chào bán là 395 triệu đồng. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em Ngắt Ô Tô nhé. Đấy, Toyota Yaris. Tiếp tục đây em mới về một chiếc xe Kia Morning tự động nhập khẩu đời 2004 con biển 30F3747. Xe một chủ từ đầu sử dụng các bác nhé. Đấy, con này thì giá loanh quanh tầm khoảng 128 triệu thôi. 128 triệu đồng cho mẫu xe Kia Morning đời 2004. Đấy, một chiếc xe 04 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động máy 1.0. Đấy. 1.0 các bác nhé. Xe rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó. Và bên cạnh đây em mới về một chiếc xe Toyota Fortuner. Con này sản xuất 2010, phiên bản tự động máy 2.7, tự động 2 cầu. Giá con này là 339 triệu. Con này là nó được trang bị cái màu của nó là màu ghi nhé, màu ghi các bác nhé. Đời 2010, sản xuất 2010. Đấy. Tự động, động cơ 2.7. Máy xăng 2 cầu. Đó. Toyota Fortuner. Tiếp tục đây em Ngắt về một chiếc xe Morning tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2011, form mới nhé các bác nhé. Số tự động máy 1.0. Đấy, đây các bác này. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc nhé. Và giá thì em đang chào bán cho mẫu xe này với tầm tiền chỉ có bao nhiêu ạ? 220 triệu đồng thôi. 220 triệu đồng. Đấy. Vâng, đây tiếp theo em giới thiệu cho mọi người một chiếc xe mới về. Con này là con xe Chevrolet Cruze đời 2016 với động cơ máy của nó đời 2014, xin lỗi anh chị bạn. Đời 2014 với động cơ máy của nó là 1.8 nhé. Đấy, Chevrolet Cruze đời 2014 giá là 260 triệu. Đây là phần nội thất của xe. Đó. 240 triệu đồng. Một chiếc xe Chevrolet Cruze đến từ thương hiệu Mỹ. Cũng là một chiếc xe màu trắng mọc chai như thế này. Em mới về một chiếc xe Cerato đời 2017. Kia Cerato đời 2017 với động cơ máy của nó là 1.6 nha các bác nhé. Tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Số tự động, máy của nó là 1.6. Giá chào bán cho mẫu xe Cerato này là 395 triệu. Đây là phần nội thất của xe các bác này. 395 triệu đồng. Kia Cerato. Còn rất nhiều những mẫu xe tự động 5 chỗ nữa. Một chiếc xe 5 chỗ tự động gầm cao. Con này là con xe Ford EcoSport. Vâng ạ. Một mẫu xe Ford EcoSport đời 2014 thôi nhé. Với động cơ máy của nó là 1.5 phiên bản số tự động nhé. Ford EcoSport.
Và giá em chào bán cho mẫu xe Ford EcoSport 2014 này là 315 triệu. Nội thất cái da rất đẹp luôn, trần nỉ nguyên bản, có cửa lóc đầy đủ hết. Đấy. Số tự động 5 chỗ gầm cao. Giá loanh quanh tầm khoảng trên 300 một chút. Bác nào thiện chí mẫu xe này thì có thể tham khảo alo trực tiếp cho em Ngắt Ô Tô nhé. Đấy. Con này là con xe Ford EcoSport. Vâng, tiếp tục đây em giới thiệu cho mọi người một chiếc xe Kia Cerato đời 2017, con màu đỏ này, biển của Bắc Linh này. Đời 2017 với động cơ máy 1.6 nhá. Con này thì lanh quanh tầm khoảng cũng tầm khoảng dưới 385 triệu. Vâng, đây em mới về một cái mẫu xe, một cái mẫu xe Moline tự động nhập khẩu đời 2005. Đây các bác nhá. Đời 2005 với động cơ máy của nó là 1.0 nhá. Con này em đang chào bán với giá là 138 triệu nhé. Đây ạ. 138-139 triệu thôi. Kia Moline nhập khẩu, số tự động. Đó. Con này mới về nhé. Con này là màu xanh dương luôn nhé. Màu xanh dương đời 2005. Đấy, đời 2005. Tiếp theo đây em về một chiếc xe Mazda 3 đời 2013. Với động cơ máy của nó là 1.6 số tự động con nhé. Mazda 3. Với giá tiền cho mẫu xe này chỉ có 301 thôi. Đấy, 301 ạ. Honda City với động cơ máy 1.5 số tự động. Một dòng xe thương hiệu Nhật Bản. Honda City. Giá chào bán chỉ có 360 triệu đồng. Đấy. Honda City các bác nhé. Đời 2016 nhé. Đời 2016. Tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, biển Hà Nội nhé. Đấy các bác, con này là màu nâu, màu titanium đấy ạ, màu rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Cerato đời 2009. Với động cơ máy 1.6 phiên bản số tự động. Con này là xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Và giá chào bán cho mẫu xe Cerato 2009 này là 238 triệu thôi. Đấy. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, có trang bị đầy đủ tính năng an toàn, từ khí an toàn, hệ thống phanh ABS. Con này thì nó thuộc bản chung thôi, không có cửa lock nhé. Đấy, nếu mà các bác đang tìm bản cửa lock thì em có một con này. Con này thì là bản full này. Đấy, cửa lock này. À, giá con này thì nhỉnh hơn giá con kia một chút. Con này thì giá là 258 triệu. Biển Hà Nội, tên tư nhân. Đấy, đều là xe gia đình đi cả, không có dịch vụ taxi gì hết nhé. Đây, trang bị cửa lock đầy đủ này. Đấy, hệ thống điều hòa auto vô lăng tích hợp. Hộp số vô cấp nhau nhé. Với giá loanh quanh con này là 258 triệu này. À, tiếp theo đây là một cái mẫu xe tự động. Tiếp theo, con này là con Hyundai Venla. Đặc biệt con này thì nó có cửa lock các bác nhé. Venla thì rất là hiếm con mà nó là bản full. Con này thì là một chiếc xe bản full có cửa lock, có túi khí an toàn, hệ thống phanh ABS. Giá con này là 209 triệu và đời 2009 nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, một chiếc xe bản con này là siêu cọp đấy ạ. Nội thất rất là đẹp luôn, nội thất rất đẹp nhá. Đấy, cửa lock đầy đủ các bác này. Giá con này là 209 triệu ạ. 209 triệu đồng ạ cho mẫu xe Hyundai Venla. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động này các bác nhé. Đấy, động cơ của nó là 1.4. Đây là những mẫu xe số sàn này. Đấy, đây là số sàn nhé. Một chiếc xe số tự động mà giá rất là hợp lý các bác. Con này là con Emgan nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc nhé. Để mà nói thì dòng xe này thì nói chung là form nó đẹp, giá rẻ, form đẹp. Nhưng mà khi mà sử dụng thì các bác lưu ý một vấn đề là đồ đạc sửa chữa hỏng của nó rất là khó thay thế. Phụ tùng của nó rất là khó sửa chữa, rất khó thay thế. Cho nên là các bác có thể cân nhắc khi mua mẫu xe này. Form dáng đẹp, option nhiều, túi khí an toàn quanh xe, ghế điện, cửa lock đầy đủ hết. Đấy, giá thì rất là rẻ, 155 triệu thôi. Các bác đến xem xe và có bớt tật ga. Đấy, các bác nào mà chịu chơi xe, thích chơi xe và kiểu dạng kiểu là cái sở thích của mình là hay sưu tầm những cái mẫu xe mà đi vài tháng hoặc là năm nữa chúng ta thay đồ mới ấy, hay thay xe khác ấy, thì chúng ta có thể tham khảo nhé. Con này là 155 triệu đời 2011 nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc, máy 1.8. Đấy. Đây là những cái mẫu xe em bán rồi này. Mẫu xe em bán rồi. Đấy. Đây, em tiến khu vực cái dòng xe một đầu này xem là có cái dòng có con nào tự động không nhỉ? Để em quay cho các bác xem nhé. Ở đây. Đây em có một chiếc xe Mitsubishi Mirage. Mirage nhập khẩu nguyên chiếc của Thái với động cơ máy 1.2
đời 2012. Giá con này là 210 triệu đồng thôi. 210 triệu đồng thôi. Mitsubishi Mirage nhập khẩu Thái. Tự động máy 1.2 các bác nhé. Đấy, số tự động. Màu này là màu xanh, màu xanh. Tiếp theo đây là một chiếc xe thương hiệu của Pháp, Pro sư tử Pháp đấy ạ. Đời 2009 là 10 lanh quanh tầm khoảng 200 triệu. Đấy, tầm khoảng 200 triệu. Đây các bác nhé, nội thất của nó đây. Đấy. Xe này thì về các bác, nói chung là đồ đạc sửa chữa của nó cũng khó là khá là khó khăn khi chúng ta vấn đề sửa chữa này. Đấy. Xe 7 chỗ tự động thì hiện tại em ngáp đang có một chiếc xe Ford, hai chiếc xe Fortuner và một chiếc xe Innova tự động. Đấy, hai chiếc xe Fortuner nhé. À, ba chiếc. Một chiếc 209, một chiếc 210 và một chiếc 213. À còn một chiếc 212 nữa, là tổng là 4 chiếc Fortuner. Tổng có 4 chiếc xe Fortuner tự động. Đấy ạ. Vâng ạ, vừa rồi thì em ngáp ô tô vừa gửi đến cho quý vị cho bạn một cái video báo giá nhanh tổng hợp dàn xe số tự động hiện đang có trong cửa hàng của em ngáp ô tô ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Các bác nhà mình đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe nào liên hệ trực tiếp với em ngáp nhé. Qua số điện thoại là 0866010016 các bác nhé. Và trước khi kết thúc video thì cho em ngáp ô tô gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị anh chị bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho em ngáp ô tô trong thời gian vừa qua. Xin chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu video lần sau ạ.